Lâm Khánh Chi, Trường Giang nên xin lỗi Quý Bình và ban tổ chức Mai Vàng. Lâm Khánh Chi đã đứng về phía Quý Bình và cho rằng hành động của Trường Giang thực hiện là không đúng nơi. Những ngày vừa qua, khán giả vẫn còn chưa hết xôn xao vì câu chuyện tại buổi lễ trao giải Mai Vàng 2017. Theo đó, Trường Giang đã được xướng tên ở hạng mục nghệ sĩ hài của năm. Điều đáng nói ở đây, ngay phút thể hiện cảm xúc của mình, Mười Khó bất ngờ cầu hôn bạn gái Nhã Phương trước hàng trăm khán giả và đồng nghiệp. Trường Giang còn cầm nhẫn trên tay tuyên bố hùng hồn, từ hôm nay nhà cửa tiền bạc xe cộ, thậm chí là hơi thở của anh tất cả là của em, từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Trước hành động lãng mạn của Trường Giang, có sao Việt lên tiếng ủng hộ, nhưng cũng có người cảm thấy hành động này quá lố, làm ảnh hưởng đến chương trình truyền hình trực tiếp và cả những khách mời đang có mặt trong khán phòng. Đặc biệt Quý Bình, với cương vị là MC của chương trình, anh đã không khỏi bức xúc trước hành động của Trường Giang, thậm chí anh còn bị nam diễn viên hài liên tục cướp lời. Chưa dừng lại, Quý Bình còn bị các fan của Mười Khó chỉ trích và công kích dữ dội. Như ít ai hiểu được, đứng ở góc độ dẫn dắt chương trình truyền hình trực tiếp, Quý Bình phải hoàn thành đúng thời gian lên sóng. Khi thấy tình cũ bị chỉ trích dữ dội, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng bênh vực anh. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ, tôi thương anh Quý Bình và tiếc cho cách cư xử của Trường Giang. Trường Giang cầu hôn không đúng chỗ vì chương trình truyền hình trực tiếp, có cả khách mời đến dự và khán giả cả nước theo dõi qua truyền hình nữa. Quý Bình đảm nhận vai trò MC chương trình này, trách nhiệm rất nặng. Và những gì Quý Bình làm là đúng trách nhiệm được giao và tuân thủ kịch bản, thời lượng phát sóng. Nghệ sĩ chuyên nghiệp phải luôn hiểu điều đó và không được chiêu trò làm ảnh hưởng chương trình. Tôi nghĩ để sự việc không đi quá xa, Trường Giang nên gửi lời xin lỗi Quý Bình và ban tổ chức Mai Vàng. Tôi cũng xin chúc cho Trường Giang trăm năm hạnh phúc với Nhã Phương. Quý Bình từng yêu cầu Trường Giang phải lên tiếng khi sự việc đang ở giai đoạn căng thẳng. Rất nhiều sao Việt khuyên nam diễn viên hãy bình tĩnh và tỏ ra đồng cảm thấu hiểu cho anh. Sự thật đằng sau hành động rút tay lại của Nhã Phương khi Trường Giang đeo nhẫn cầu hôn. Phát hiện mới nhất của khán giả cũng minh chứng cho việc Nhã Phương không hề khó chịu khi được Trường Giang cầu hôn bất ngờ trước sóng truyền hình như đồn đại. Câu chuyện về màn cầu hôn tại lễ trao giải Mai Vàng của Trường Giang Nhã Phương vẫn chưa thể chấm dứt trong dư luận. Khi mỗi một thời điểm lại có những thông tin ngoài lề xuất hiện khiến mọi người bàn tán không ngớt. Và mới đây nhất, một số khán giả đã tinh ý phát hiện một chi tiết khá đặc biệt trong màn cầu hôn của Trường Giang Nhã Phương, đủ khiến dư luận được một phen xôn xao. Theo đó, sau khi đoạn clip ghi lại màn cầu hôn được đăng tải tối 18 tháng 1, nhiều người cho rằng Nhã Phương có thái độ khó chịu và dường như không hưởng ứng hành động của Trường Giang. Bởi ngoài biểu cảm gượng gạo, cô còn lắc đầu nhẹ và co tay lại khi Trường Giang ngỏ ý muốn đeo nhẫn. Tuy nhiên, những bằng chứng mà khán giả tìm ra lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Cụ thể, khi xuất hiện trên thảm đỏ Mai Vàng cùng Ngô Kiến Huy, ngón tay giữa bàn tay trái của Nhã Phương đeo một chiếc nhẫn khá lớn. Trên thảm đỏ Mai Vàng, Nhã Phương đeo một chiếc nhẫn màu trắng khá lớn ở bàn tay trái và bàn tay phải trống trơn. Vào thời điểm Trường Giang đứng trên sân khấu cầu hôn, nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẫn đeo chiếc nhẫn màu trắng đó. Vậy nhưng, khi Trường Giang ngỏ lời đeo nhẫn cầu hôn, Nhã Phương đã kín đáo co tay lại và tháo chiếc nhẫn cũ. Do đó, khi Trường Giang cầm tay trái Nhã Phương lên đeo nhẫn, ngón tay giữa của cô hoàn toàn trống trơn. Khi Trường Giang đứng trên sân khấu cầu hôn, bàn tay trái của Nhã Phương vẫn còn chiếc nhẫn ban đầu. Nhưng khi Trường Giang cầm tay trái Nhã Phương để đeo nhẫn, chiếc nhẫn cũ đã biến mất. Khoảnh khắc cho thấy Nhã Phương khéo léo co tay lại, tháo chiếc nhẫn cũ để Trường Giang đeo nhẫn cầu hôn. Bù lại chiếc nhẫn mà Nhã Phương đeo ban đầu đã được cô đeo sang bàn tay phải. Người hâm mộ Trường Giang cho rằng Nhã Phương thật tinh tế và đáng yêu khi nhanh chóng tháo nhẫn ra khi còn đang bất ngờ. Và sau buổi lễ trao giải, chiếc nhẫn cầu hôn đã ở tay trái Nhã Phương, còn chiếc nhẫn ban đầu đã được đeo sang tay phải. Nhưng cũng có những suy nghĩ trái ngược, một số khán giả cũng cho rằng chi tiết này chưa đủ nặng ký để khẳng định sự đồng thuận của Nhã Phương, có thể chỉ đơn giản cô muốn cư xử lịch sự. Mặc dù vậy, tất cả đều đồng ý rằng ý nghĩa thật sự của hành động này chỉ có Nhã Phương mới biết. Tài xế của Đàm Vĩnh Hưng nhảy lầu tự tử, vừa bước đến hiện trường thấy thi thể lênh láng trên vũng máu. Nam ca sĩ vô cùng đau buồn trước sự ra đi của người nhân viên thân thiết. Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ một sự việc vô cùng đau buồn. Đó là nhân viên lái xe cụ cho nam ca sĩ nhảy lầu tự tử ở độ tuổi còn khá trẻ.
Nhiều năm làm việc với nhau nên Đàm Vĩnh Hưng cảm thấy rất hụt hẫng. Anh liên tục nhắc về những kỷ niệm với người đã mất, cùng với đội Avatar để tưởng nhớ. Đàm Vĩnh Hưng đội Avatar khiến nhiều người thắc mắc. Hóa ra một người từng làm tài xế cho nam ca sĩ nhiều năm vừa mất vì bị tự tử. Không những thế, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ rằng người này nhảy lầu để tự tử. Từng làm việc cho Đàm Vĩnh Hưng nên rất nhiều sau việc quen mặt với tài xế Vuông, Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ đều bày tỏ sự thương tiếc. Nhìn thấy hình ảnh em nằm đó lênh láng máu mà anh đau lòng chua xót. Dòng trạng thái chia buồn của Đàm Vĩnh Hưng với gia đình, tận mắt chứng kiến người anh em mà mình yêu mến ra đi, chắc hẳn nam ca sĩ không khỏi sốc và đau lòng. Không nói rõ sự việc, nhưng có lẽ tài xế của Đàm Vĩnh Hưng mắc bệnh và đang điều trị trong bệnh viện 6-7 tháng gần đây. Tuy nhiên có lẽ căn bệnh gây ra cho người tài xế quá đau đớn, nên anh đã quyết định tự tử trong bệnh viện. Theo như lời Đàm Vĩnh Hưng, thì Vuông là một cậu bé hiền lành, nhiệt tình với công việc. Lý do khiến Trấn Thành phải cầu cứu Hoài Linh để thoát khỏi Mai Tài Phến. Được giao nhiệm vụ đi mua vợ, nhưng Mai Tài Phến khiến Trấn Thành tức như chết đi sống lại. Vì đi về tay không, trước sự tức giận của Hoàng hậu, Mai Tài Phến nhìn ngắm cơ thể, rồi đề nghị Trấn Thành ăn mình, khiến cả trường quay phát hoảng. Tập 7 của Ân Rời Cậu Đây Rồi vừa gây sốt với sự xuất hiện của ca sĩ Đức Phúc, học trò của Mỹ Tâm. Tuần này tập 8 của chương trình lại đón chào sự xuất hiện của thầy giáo mưa Mai Tài Phến. Người cũng có mối quan hệ thân thiết với Mỹ Tâm, sau khi đóng MV Đừng Hỏi Em lại khiến khán giả phát cuồng tiếp tục. Thử thách tuần này anh được giao nhiệm vụ đi mua phở, nhưng Mai Tài Phến khiến Trấn Thành tức như chết đi sống lại vì đi về tay không. Trước sự tức giận của Hoàng hậu, Mai Tài Phến nhìn ngắm cơ thể rồi đề nghị Trấn Thành ăn mình. Tình nghi Tràm Tràm Phi, Lâm Vĩ Dạ tranh giành sủng ái, Hoàng hậu Trấn Thành đã gài phến nô tài làm gián điệp điều tra kẻ đang thay thế mình. Không suy nghĩ, Mai Tài Phến cho rằng Hoàng hậu không giành được tình cảm của vua là vì hát dở bài Em Gái Mưa. Trên sân khấu Ân Rời, Mai Tài Phến để biểu diễn điệu múa thục nữ Em Gái Mưa theo yêu cầu của Trấn Thành. Sau đó, nam khách mời còn hướng dẫn Trấn Thành cách quyến rũ hoàng thượng. Trớ trêu thay, Tràm Tràm Phi lại có con cùng Mai Tài Phến. Lúc này, nam khách mời mới biết mình vẫn còn khả năng sinh sản. Mai Tài Phến ca thán, vậy là ta còn hả nàng. Mấy nay ta cứ nghĩ mình mất chứ. Khi được Tràm Tràm Phi khoe con chung, Mai Tài Phến cũng bộc lộ mong ước, được đặt tên con mình là Mai Tài Tình. Trong suốt phần trình diễn, Mai Tài Phến liên tục lật kèo khiến Trấn Thành phải cầu cứu Hoài Linh bấm chuông. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn để mặc Mai Tài Phến hại Trấn Thành. Giám khảo Hoài Linh nhận xét, biết Mai Tài Phến từ lâu nhưng không ngờ em điên và ngu ngê đến vậy. Đây cũng lần đầu tiên trưởng phòng Trấn Thành phải hoảng sợ với một khách mời. Cuối cùng, nữ ca sĩ Ái Phương mới chính là cái tên giành cúp Ân Rời tuần này, bởi cô nàng không thuộc chuyên môn diễn xuất, những ứng phó tự nhiên và nhiều lần khiến danh hài Trường Giang chỉ biết câm nín. Lý do thực sự khiến Trường Giang bất chấp cướp sóng cầu hôn Nhã Phương. Theo chia sẻ của bản thân, thì chuyện tình cảm của Trường Giang Nhã Phương đang trên đà trục trặc, nên nam danh hài bắt buộc phải làm như vậy. Hai ngày qua, khán giả vẫn còn chưa hết xôn xao vì câu chuyện tại buổi lễ trao giải Mai Vàng 2017. Theo đó, Trường Giang đã được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ hài của năm. Điều đáng nói ở đây, giây phút thể hiện cảm xúc của mình, mười khó bất ngờ cầu hôn bạn gái Nhã Phương trước hàng trăm khán giả và đồng nghiệp. Trường Giang còn cầm nhẫn trên tay tuyên bố hùng hồn, từ hôm nay nhà cửa tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh, tất cả là của em. Từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Trước hành động lãng mạn của Trường Giang, có sao việc lên tiếng ủng hộ, nhưng cũng có người cảm thấy hành động này quá lố, làm ảnh hưởng đến chương trình truyền hình trực tiếp và cả những khách mời đang có mặt trong khán phòng. Mới đây, nhiều bạn bè cũng là đồng nghiệp thân thiết của Trường Giang đã hé lộ nhiều thông tin bất ngờ xoay quanh câu chuyện cầu hôn này. Hầu hết mọi người đều cho rằng nam diễn viên đã bị vô thế và anh chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều mới hành động. Kết cục Trường Giang cũng chỉ muốn giữ tình yêu của mình. Trả lời cho một trang tin điện tử, Quách Ngọc Tuyên, người đồng nghiệp thân với Mười Khó tại sân khấu kịch, đã bộc bạch suy nghĩ của mình về sự việc. Sau rất nhiều đắn đo thì nam diễn viên trẻ mới chịu hé lộ vì anh không muốn mình bị vướng chuyện PR bản thân. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ, về khía cạnh riêng tư, ở thời điểm hiện tại bây giờ của Trường Giang, Giang làm vậy là đúng. Giang phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới làm điều đó trên sóng truyền hình.
Giang là người biết nhìn xa trông rộng, nhưng Giang đã bị vô thế rồi, buộc phải làm vậy vì Giang muốn giữ hạnh phúc của mình. Anh nói thêm, về phía Cảnh Chung, hành động đó của Giang có chút lãng mạn, nhưng bị ảnh hưởng nhiều tới đồng nghiệp. Nhưng bất kỳ ai ở trường hợp của Giang cũng làm vậy thôi. Giang không phải đứa con nít để đi công khai chuyện riêng tư trên toàn quốc cho mọi người thấy. Vì việc đó đối với những fan yêu thích Trường Giang, họ sẽ thất vọng và buồn lắm. Tôi nghĩ rằng câu chuyện này bị đẩy lên là do một số fan quá khích chỉ trích Quý Bình, nhưng anh trai Trường Giang đã xin lỗi Quý Bình rồi. Các Phượng thì ủng hộ Trường Giang hết mình. Nữ diễn viên để lại bình luận trên dưới dòng trạng thái mà Trường Giang làm MC vướng khá nhiều lỗi trước ngày cầu hôn. Theo cách nói của các Phượng thì dường như mối quan hệ của cặp đôi này đã gặp phải vấn đề và bây giờ cầu hôn được thì tất cả lại đâu vào đấy, ổn hết. Bên cạnh đó, diễn viên Bích Trâm, người ngồi cạnh Nhã Phương tại lễ trao giải cũng tiếp tục hé lộ câu chuyện tại hiện trường. Được biết Trường Giang đã nhờ người gọi Nhã Phương ra ngoài nhưng cô không ra và thế là nam diễn viên quyết định làm điều táo bạo này ngay trên sóng truyền hình.